Một cái lưu ý giúp anh em đệm hát giữa đám đông tiệc tùng hay hơn. Khi mà anh em đã tập móc tay rồi thì hôm nay anh em rảnh tập thêm bích và chọn cái bích mỏng á, thì giữa đám đông mình nó ồn ào á, chúng ta tập bích tiếng nó nảy hơn và đánh nó nghe cuốn hút hơn, đánh nó đệm hát nó sướng hơn nữa ha. Và chúng ta tập thì tập đã lên đã xuống từng giây một cho nó quen. Ai cũng vậy thôi, tập từ từ nó mới quen được ha, và chúng ta đệm nó đã lắm. Và phương đó em ơi, có gì vui xin viết thư về cho anh, nhớ thương vơi đầy đêm nay trên đồn vắng, thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng tình lẽ đêm buồn. Khoan đã, hôm nay tôi sẽ cùng anh em chơi một bài bolero chỉ với ba học âm quá dữ, và sau này chúng ta sẽ cảm âm luôn, coi được độ cao thấp của nó là thứ nè, hát bằng rê thứ, hát thấp và mi, la cao đối với bài hát được mang tên Hoa Sứ Nhà Nàng. Tại vì chúng ta đang cảm âm giọng la thứ nên là bài Hoa Sứ Nhà Nàng chúng ta giọng nam cao 4/4, giọng nữ không cần cao bô, và tối tối chúng ta đem cây đàn ra trước hiên, chúng ta đàn lên bài này cho các bạn hàng xóm nghe sao xuyến chơi. Tại vì bolero rất là tình cảm, trữ tình mà. Ok, vô này ha. Bolero, tiến trình của nó là bass 3-2-1, được chưa? Chắc thùng sát thùng sát là hết một tiến trình gồm có 4 nhịp, 1 nhịp, 2 nhịp. Chắc thùng chắc thùng chắc. Rồi bây giờ chúng ta vô nè. Đêm đêm ngửi mùi hương, nghe chữ chữ hương là chúng ta vô ha. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng. Nàng, tự nhiên hát thấp là mình xuống D này rồi, thấy chưa? Nàng, đó. Nàng, hương đông hoa tình ai. Ai hát bằng này? Đồng ra đây đó gọi chầm nhớ thương thầm, thấp thấp xuống đây, mơ ngày mai lứa đôi. Mi 7 cũng là cái hợp âm kết thúc một cái đoạn đầu tiên A1, nên là chúng ta thường là kết bằng hòa âm cao mi. Anh em lên YouTube bấm đăng ký theo dõi kênh Guitar 5 phút, trên đó có hướng dẫn đầy đủ cho anh em luôn. Còn đối với video này, chia sẻ lưu về máy từ từ mình tập. Có nhiều bạn hỏi về cái kiểu mà chặt dây của cái điệu disco. Disco là có nhịp 2-4, nó đánh nhanh nè, xuống nè, phát mạnh, đá lên nhẹ nè, 3 dây nè. Và khi mình chặt vô á, thì mình dùng cái tay mình để vô như nè, mình chặt xuống. Nhưng mà mình đang đánh bằng cái bích, thì lúc mình đánh bằng cái bích á, thì mình sẽ chặt, để cái bích vô luôn như vậy ha. Rất là nhẹ nhàng và cổ tay thả lỏng thôi, là xuống. Đó, chặt vô, chặt vô lúc cái bích đang để xuống mình đá nhẹ lên, xuống lên, chặt lên, cứ thả lỏng cổ tay ra, mình cứ tập nhịp tập thoải mái, thả lỏng. Em đi lên rừng cây xanh mờ lối, em đi lên núi môi phải cúi đầu, em đi bắt những nhịp đầu nói những con đường tổ quốc yêu thương cho sẽ thẳng tới chiến trường. Bấm theo dõi ủng hộ kênh cũng như tập đàn với Guitar 5 phút. Cảm ơn. Tự học guitar, bolero tù hay gọi là bolero đường phố đó, thì chúng ta còn có hai yếu tố. Một là đánh bằng bích ha. Thì lúc đó chúng ta tập cho nó quen và nó đều tiếng. Thứ hai là chúng ta đánh nó nhanh hơn bolero bình thường chút xíu, chứ không phải là quá nhanh nha. Ok, chúng ta làm cho nó đều tiếng, đều nhịp cái đó. Bát 3-2-1. Cây đô đô trồng từ khi em vẫn chưa trồng, nay đu đủ ra bông thì em đi lấy chồng xa, giờ nhớ cuộc tình lẻ loi niềm tin dấu kín trong tim, thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Bấm theo dõi kênh ủng
ủng hộ kênh cũng như là chúng ta tập với Vita 5 phút mỗi ngày. Xin cảm ơn.